Kỳ Lân xin kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu một chiếc túi, một mẫu túi Kylan của Kỳ Lân Luxury với thiết kế dạng sách đứng như thế này. Và rất nhiều option là size nhỏ, size trung và size to nhất. Đây là kích thước size nhỏ nhất, mít rưỡi da switch với lại da cá. Đây là phiên bản cũng nhỏ nhất nhưng mà full da Togo, mềm mịn và rời rất sướng, màu nâu. Mít với da cá, full da Togo phần dưới, mít với da cá phần quai. Còn đây là phiên bản size nhỏ nhưng mà full da Epson, kiểu dáng khác một tí do yêu cầu theo vị khách hàng đặc biệt đặt. Và đây là size đại to nhất, to, ú, dễ thương, để được rất nhiều đồ. Mẫu này đi đánh gốt thì tuyệt vời bởi vì để được rất nhiều đồ bên trong. Da Togo màu nâu, mít với da cá màu nâu. Tay cầm thì mít giữa da switch và da cá. Mẫu này thì hai bên cũng có họa tiết logo vương miện. Và đây chính là mẫu trung, mẫu chạy nhất, mẫu phù hợp hầu hết với tất cả mọi người, nhỏ con vừa vừa dùng được, trung trung dùng chuẩn và to to dùng cũng rất đẹp. Mẫu này là mẫu size trung. Vâng, và Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về handmade đồ da cao cấp, cao cấp, cao cấp theo yêu cầu và đặc biệt là cá nhân hóa từng sản phẩm cho từng vị khách hàng, đúng phong cách bebop, cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu của từng vị khách hàng. Và video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury và kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm đẳng cấp sang trọng thanh lưu sắp tới nhé. Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247.